Thưa quý vị, hiện tại vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Một trong những bị can là mắt xích quan trọng của vụ án này là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988. Trương Huệ Vân được biết đến là vợ của nhạc sĩ Thanh Bùi và là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng giao cho hàng loạt công ty trong đế chế Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Huệ Vân là một trong số 86 bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Bị can Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Vì là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan nên bà Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao cho hàng loạt công ty của đế chế Vạn Thịnh Phát bị can trương huệ vân từng giữ chức vụ tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp cũng như quản lý nhiều công ty khác thuộc tập đoàn này như công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản windsor công ty cổ phần lavifood công ty cổ phần tani Food, công ty cổ phần sài gòn galeria công ty cổ phần eurasia concept theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo bị can Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân công ty cổ phần La Vi vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, bà Lan còn chỉ đạo bà Trương Huệ Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với công ty cổ phần La Vi nhằm lập hồ sơ vay khống, tạo lập tài khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích cá nhân khi điều hành công ty cổ phần Sài Gòn Galleria, công ty cổ phần Eurasia Concept, bị can Trê Huy Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân là hai nhân viên kế toán của hai công ty này, phối hợp với ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng này để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty. Tuy nhiên, khi cần trả nợ thì bị can Trương Huệ Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính ngân hàng này. Từ năm 2020, bị can Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty của hoạt động thật tạo lập 155 tài khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 tài khoản vay còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị can Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Một bị can khác cũng có quan hệ thân thiết với Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát chính là tỷ phú Chu Lập Cơ, tỷ phú gốc Hồng Kông Trung Quốc. Bị can Chu Lập Cơ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì giúp sức bị can Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống. Theo tài liệu điều tra, ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Times Square. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Chu Lập Cơ được bà Trương Mỹ Lan đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay này. Ông không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay với tổng số tiền là 29.441 tỷ đồng. Đến năm 2017, các khoản nợ đã đến hạn nhưng không thể trả được do phương án vay vốn là lập khống. Ngoài việc bị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, vợ chồng ông Chu Lập Cơ và bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội rửa tiền, nhưng việc này được tách hồ sơ xử lý ở giai đoạn sau vụ án. tại cơ quan điều tra lời khai của bị can Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB đã gây chú ý. Theo đó, bị can Văn khai rằng dù không giữ chức vụ gì trong ngân hàng SCB, nhưng về bản chất, bà Trương Mỹ Lan mới thực sự là chủ của ngân hàng. Bị can Võ Tấn Hoàng Văn là một trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án vạn thịnh phát bị can Văn làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 7 năm 2013 với chức vụ phó tổng giám đốc ngân hàng SCB. Đến tháng 12 năm 2013, Võ Tấn Hoàng Văn được bà Trương Mỹ Lan đưa lên làm tổng giám đốc ngân hàng SCB và được xem là cánh tay phải của bà Trương Mỹ Lan tại ngân hàng này. Bị can Võ Tấn Hoàng Văn khai nhận ca khoản cho vay với các khách hàng thuộc hệ thống sinh thái vạn thịnh phát chiếm tỷ trọng phần lớn số tiền mà ngân hàng SCB cho vay. Mỗi khi cần tiền để sử dụng, bà Trương Mỹ Lan sẽ gọi điện cho Văn. Sau đó Võ Tấn Hoàng Văn sẽ thực hiện giải ngân. Bị can Văn cho biết các khoản vay đứng tên cá nhân, pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực chất là để bà Trương Mỹ Lan dùng vào các mục đích khác, không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay. Các khoản vay đều có điểm chung là chỉ ký khống, thủ tục, hợp thức hồ sơ cho vay để giải ngân, rút tiền khỏi SCB theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Thực tế SCB không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường. Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận đã ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời bị can Văn cũng cho rằng về bản chất, bà Trương Mỹ Lan mới thực sự là chủ của ngân hàng SCB. Từ ngày 18 tháng 11 năm 2013 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, bị can Văn với vai trò là tổng giám đốc SCB đã ký 575 tờ trình tái thẩm định, 547 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 390 tờ trình tổng giám đốc và rất nhiều giấy tờ khác để đồng ý cho 402 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bị can Trương Mỹ Lan vay 638 khoản tiền Số nợ khổng lồ này có dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 271.308 tỷ đồng nợ gốc, 133.801 tỷ đồng nợ lãi. Tổng số nợ gần 405.110 tỷ đồng. Vụ án Vạn Thịnh Phát là một vụ án phức tạp gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chi tiết mới nhất liên quan đến vụ án này trong các chương trình tiếp theo. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, qua kiểm tra, khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Trần Thị Bình Minh, nguyên tri ủy viên nhiệm kỳ 2022-2025, nguyên tránh văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban kiểm tra thành ủy kết luận bà Trần Thị Bình Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, phê duyệt điều chỉnh dự án và phê duyệt dự toán của dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Vi phạm của bà Trần Thị Bình Minh là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Bình Minh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó vào tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Minh Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại AIC và Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban kiểm tra thành ủy đã thành lập đoàn xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Ủy ban kiểm tra thành ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 do thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các tri bộ, đảng viên có liên quan đến việc hoàn thành thuế giá trị gia tăng và công tác kiểm tra sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng, dẫn đến việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định. Những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Liên quan đến những khuyết điểm vi phạm nêu trên, Ủy ban kiểm tra thành ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Cục Thuế thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố, khiển trách đối với bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Đảng ủy Cục Thuế Thành phố nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm đối với tri bộ, kê khai và kế toán thuế, tri bộ thanh tra kiểm tra chín, tri bộ nghiệp vụ dự toán, pháp chế. Cũng theo thông cáo trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng ông Trương Ngọc Khôi, đảng viên, nguyên là đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S Sở Giao thông Vận tải thành phố do đã có hành vi nhận hối lộ, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị. Ủy ban kiểm tra thành ủy cũng thi hành quy luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Xuân Hải, nguyên bí thư chi bộ, nguyên giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội do thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để đơn vị xảy ra nhiều thiếu sót khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp trong nước ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.